Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn Thẩm mỹ viện Can Nam Cali đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn, quý vị có thể liên lạc với Thẩm mỹ viện Can Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789, hoặc gửi email là thẩmmyviencannamcali@gmail.com. thẩmmyviencannamcali@gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn Thẩm mỹ viện Can Nam Cali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả. Và bây giờ, như thường lệ, thì chúng ta vẫn bước vào phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là Thái Lan có thể trục xuất một người khách thăm viếng thuộc băng nhạc rock của Nga, người đã chỉ trích cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Bản tin mới nhất từ Bangkok cho biết thì một băng nhạc rock của Nga đang viếng thăm do phía của Thái Lan đã chỉ trích cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đồng thời các thành viên trong đây đã bị bắt giữ vào tuần trước ở Thái Lan, có thể sẽ bị trục xuất về nước Nga, theo tường trình của một tổ chức nhân quyền tại đây và các fan hâm mộ cho biết vào ngày thứ Hai. Năm thành viên của băng nhạc có 7 người là những băng nhạc được gọi là cấp tiến của Nga, có tên gọi là Bisu, đã bay qua Thái Lan và sử dụng passport của Nga. Và cảnh sát ở tại Thái Lan cho biết với hãng thông tấn AP và ít nhất có 4 trong số các thành viên này là được báo cáo là công dân của Do Thái, bao gồm cả hai người sáng lập của băng nhạc là Alexan Sura Uman và Zego Ligova Bonik là những người mà được xem là công dân của Do Thái. Và bên cạnh đó, người thứ hai là một công dân của Úc. Và Nga đang có tình trạng dập tắt tất cả những thành viên của những cái cộng đồng văn hóa nào chỉ trích cuộc chiến này. Và Điện Kremlin trước đó đã đưa ra một cái dấu hiệu là Uman và Bonik đã không ủng hộ cho cuộc chiến quân sự của họ tại Ukraine. Và các thành viên băng nhạc này đã bị bắt giữ vào ngày thứ Năm ở phía Nam thuộc cái đảo gọi là Phuket sau khi mà họ chơi trong một cái chương trình nhạc hội và cáo buộc rằng họ không có cái giấy chiếu kháng làm việc tại Thái Lan. Và một trong những trang Facebook họ cho biết là cái hội nhạc này đã được thực hiện và đã không đáp ứng đúng cái luật của địa phương và kể cả cái giấy phép được trình diễn tại Thái Lan. Trong đó thì sau khi bị nộp phạt là 3.000 đồng phát, là tức là khoảng 85 Mỹ Kim cho mỗi một người, họ đã tiếp tục bị giam giữ ở trong cái sở cảnh sát di trú của Thái Lan và họ bây giờ đã được chuyển qua cái trại giam của Thái Lan ở tại thủ đô Bangkok và theo tường trình cho biết và có thể họ sẽ bị trục xuất về phía của Nga. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất của một băng nhạc rock của Nga có thể sẽ bị trục xuất tại Thái Lan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, khi gặp gỡ với lại tổng thư ký của Liên minh NATO, ông Blinken cảnh cáo cuộc chiến của Ukraine đã bị coi nghi ngờ nếu mà không có sự hỗ trợ thêm của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là Antony Blinken lên tiếng cảnh cáo vào ngày thứ Hai là cuộc chống lại của Ukraine trong vòng 2 năm qua với phía của Nga sẽ bị nghi ngờ nếu không có nguồn ngân quỹ mới của Hoa Kỳ, giữa lúc mà lãnh đạo của NATO đang có mặt ở tại Hoa Kỳ để vận động Quốc hội Hoa Kỳ. Hàng chục tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine kể từ khi bùng nổ cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa đã đưa ra dấu hiệu cho thấy là không muốn hỗ trợ cho Ukraine, nói rằng là cái cuộc chiến này thiếu minh bạch và không rõ ràng cho tới khi nào chấm dứt. Và trong đó thì giữa lúc mà cuộc chiến đang có cái chương trình gọi là chống lại ông Putin và ông tổng thư ký của Liên minh NATO là Stoltenberg đã lên tiếng và nói rằng ông sẽ cố gắng vận động phía lập pháp của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ông Blinken đã đưa ra một cái đề nghị là gia tăng cái bức hình của cuộc chiến tại Ukraine mà không có sự chấp thuận của ngân sách của Hoa Kỳ. Và nếu không có cái ngân sách này thì gần như
mỗi một người Ukraine mà chúng ta giúp đỡ sẽ gặp nhiều thách thức. Đó là lời phát biểu của ông Blinken đã đưa ra trong cuộc họp báo chung với ông Stoltenberg. Và thiếu vắng sự giúp đỡ này, chúng ta đã gửi một cái tín hiệu mạnh mẽ và sai lạc cho những kẻ thù chúng ta là chúng ta không nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ cho quyền tự do về và bảo vệ cho nền dân chủ. Ông ta cho biết gì trên? Và Vladimir Putin có thể sẽ mở rộng cuộc chiến của họ qua ra khỏi Ukraine và kể cả đe dọa tới chúng ta. Đây được xem là một trong những lời tuyên bố của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Trước đó thì ông Tổng thống Joe Biden yêu cầu Quốc hội cấp ngân sách là 61 tỷ Mỹ Kim cho gói ngân sách cứu trợ mới cho Ukraine. Tuy nhiên, cuộc đối thoại ở Quốc hội đã bị bế tắc sau khi mà Quốc hội thúc đẩy cái việc bảo vệ cho biên giới của Hoa Kỳ ở Mexico và Hoa Kỳ, trong đó đòi hỏi phải thay đổi tất cả luật di trú và kiểm soát chặt chẽ vấn đề di trú, cũng như là giám sát chặt chẽ số tiền dành cho Ukraine. Đây được xem là một trong những cái cuộc họp báo quan trọng của Ngoại trưởng Hoa Kỳ và ông Tổng thư ký của Liên minh NATO khi mà ông tới Hoa Kỳ vận động Quốc hội Hoa Kỳ cung cấp thêm nguồn ngân sách cho Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nghi ngờ là Do Thái đã tấn công vào một cái vị trí cố vấn quân sự của Iran ở tại Syria và sát hại hai người theo tường trình của giới truyền thông Iran cho biết. Tin từ Damascus nói rằng là có hai người đã bị thiệt mạng và một số người khác đã bị thương vào ngày thứ hai. Những gì mà phía Iran và Syria giới truyền thông đây cáo buộc là Do Thái đã tấn công vào một vùng ngoại ô của thủ đô Damascus, tức là ở Syria. Trong đó thì đại sứ của Iran ở tại Damascus đã không lên tiếng cho biết vị trí bị tấn công có phải là một vị trí quân sự của Iran hay không. Tuy nhiên thì phát ngôn viên giới quân sự của Do Thái cũng đã từ chối không cho biết thêm chi tiết về việc này. Giới truyền thông của Iran báo cáo rằng có hai người bị thiệt mạng, tuy nhiên không cho biết tên tuổi của nạn nhân. Và công ty truyền thông này nói rằng cuộc tấn công này nhắm vào một cái trung tâm cố vấn quân sự của Iran ở tại Syria. Tuy nhiên thì đặc sứ của Iran tại Syria là Hossein Abari đã bác bỏ những chi tiết và mục tiêu và nói rằng cái mục tiêu có thể bị thiệt hại không phải là người Iran. Trong khi đó thì giới truyền thông của Syria chỉ ra nguồn tin quân sự cho biết là Do Thái đã phát động cuộc không tập nhắm vào một loạt những vị trí ở phía nam Damascus và nói rằng cuộc tấn công này đã khiến cho hầu một số người chết và bị thương. Tuy nhiên, họ không cho biết con số người chết và bị thương. Và trong cái bài phiên bản đầu tiên của câu chuyện này thì một cơ quan truyền thông của Syria là Sana cho biết là trong số những người chết là những có gồm luôn những cố vấn người Iran, một trong những nhiệm vụ hiếm hoi của cái phái đoàn quân sự của Iran ở tại Damascus, nơi được xem là đang có những cái hoạt động của Iran. Cuộc tấn công này diễn ra chỉ một ngày sau khi lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng ít nhất 3 binh sĩ trong cuộc tấn công bằng drone nhắm vào một cái vị trí quân sự của họ ở tại Jordan, và lần đầu tiên đã có lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng kể từ khi mà cuộc chiến của Do Thái và Gaza bùng nổ hồi tháng 10. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất về cuộc tấn công của Do Thái, và Do Thái vẫn chưa lên tiếng phủ nhận hay là thừa nhận họ mở cuộc tấn công này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một chiếc khinh hạm phòng không của Đan Mạch đang tiến tới Hồng Hải trong việc bảo vệ những cái đường nguồn gọi là di chuyển hàng hải tại đây. Một khinh hạm phòng không của phía Đan Mạch có tên gọi là Huitfeldt đang được dự tính là sẽ đi tới kênh đào Su vào ngày thứ hai để tham gia vào cái liên minh bảo vệ cho quyền hàng hải ở tại khu vực Hồng Hải, chỉ vài ngày sau khi mà một chiếc tàu chở dầu đã bị bắn trúng bởi nhóm Hồi giáo Houthi ở vùng vịnh Aden. Và chiếc tàu này có tên là Iver Huitfeldt đã cùng tham gia với lại cái chiến dịch gọi là bảo vệ sự thịnh vượng của Hoa Kỳ lãnh đạo ở khu vực này sau khi được Quốc hội của Đan Mạch chấp thuận và gia tăng cái thời hạn làm việc của họ là ngày 6 tới tháng 2. Và trong đó thì Bộ Quốc phòng của Đan Mạch đã cho biết như trên, Pháp cũng đã gửi một cái khinh hạm thứ hai của họ tới vùng biển Hồng Hải chỉ trong vòng 8 ngày trước đây. Trong khi đó, Bỉ thì đã gửi một chiếc khinh hạm có tên là Louis Mary đã tham gia cùng với cái sứ mạng của Liên hiệp Âu Châu tại khu vực này. Và các chiếc khinh hạm này là gia tăng cái lực lượng quốc tế để bảo vệ cho cái đường di chuyển hàng hải tự do về thương mại giữa lúc mà nhóm Hồi giáo Houthi do Iran hỗ trợ đã liên tục tấn công vào vùng biển Hồng Hải và vùng vịnh Aden, và gần như
họ sử dụng các cái hỏa tiễn và drone. Và trong đó thì một cái hãng gọi là AP Moller Maersk được xem là một trong những công ty vận chuyển lớn nhất, lớn hàng thứ hai trên thế giới, và có trụ sở tại Đan Mạch, được xem là một trong những công ty thứ ba là CMA và CGM đã có căn cứ tại Pháp. Đây được xem là một hành động mới nhất của Liên minh Hoa Kỳ, trong đó do Hoa Kỳ lãnh đạo và bảo vệ cho cái việc mà di chuyển trên vùng biển Hồng Hải của các tàu thương mại và các tàu chở năng lượng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một số những người Iran đã bị cáo buộc là đã thuê mướn công dân Qatar để thực hiện một cuộc ám sát trên lãnh thổ Hoa Kỳ, theo tường trình của một tập tài liệu vừa được tiết lộ từ tòa án. Hai công dân Canada thực hiện một cuộc ám sát trên lãnh thổ Hoa Kỳ đại diện cho cơ quan tình báo của Iran, theo tường trình cáo buộc đưa ra trong một bản cáo trạng. Những nghi can này bị cáo buộc là âm mưu bắn một người đàn ông và một người đàn bà sinh sống tại Maryland, và một trong hai người họ là những người đào tị từ Iran. Truy tố này đã được công bố vào ngày thứ hai bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong đó bao gồm chi tiết của cái âm mưu trên, và họ nói rằng việc họ nhận cái chóp sát thủ này với cái tiền được trả là 350.000 Mỹ kim. Bản tin từ ở phía của Bộ Tư pháp cho biết thì đây được xem là một trong những cái chính sách mới của Iran, là thuê mướn những kẻ đánh thuê hoặc là những sát thủ thuê mướn để đe dọa nhắm vào các cái nhân vật được xem là Iran muốn thủ tiêu, bao gồm một số viên chức của Hoa Kỳ cũng như là một số những nhà bất đồng chính kiến tại đây. Và trong đó, giữa lúc mà Hoa Kỳ đang đe dọa sẽ trả đũa Iran trong việc mà ba binh sĩ của họ đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công bởi nhóm dân quân mà Iran hỗ trợ. Và bản cáo trạng này cho biết, nghi can gốc Canada có tên là Damian Patrick John Ryan, và là một thành viên của nhóm gọi là Hell Angel, một băng đảng ở tại phía của Canada, đã làm việc với một số những tay được xem là tay súng vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Ông ta bị cáo buộc là làm việc với một công dân khác của Canada có tên là Adam Richard Pearson, người đang sinh sống một cách bất hợp pháp tại Minnesota. Và những người này được cáo buộc là thuê mướn bởi một số những tay trùm buôn ma túy của Iran điều hành cái đường dây này, và trong đó họ làm việc chung với lại bộ cơ quan tình báo của Iran và an ninh của Iran, theo tường trình của phía Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái bản cáo trạng mới nhất, và ông Pearson đã cam kết rằng ông ta sẽ thuê mướn người và cam kết sẽ bắn nạn nhân ở trên đầu khi mà có cái bà tiếp cận được nạn nhân. Và ông ta bị cáo buộc đã gửi một cái text cho ông Ryan và nói rằng chúng ta sẽ bắn vào đầu của anh ta. Đây là một trong những cái tin tức mới nhất mà Iran và cơ quan tình báo của Iran đã tìm cách thuê mướn những kẻ đánh thuê và những sát thủ thuê mướn để mà sát hại các người sinh sống trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế và Hoa Kỳ ngày hôm nay, Ngũ Giác Đài cho biết họ không tìm kiếm cuộc chiến với Iran sau khi mà có cuộc tấn công ở trên cái trạm quân sự của họ tại Jordan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin trong ngày thứ hai cam kết Hoa Kỳ sẽ có những hành động cần thiết để bảo vệ cho lực lượng sau khi mà có cuộc tấn công bằng drone ở tại cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan, khiến cho 3 người bị thiệt mạng, và nhóm tấn công là nhóm Hồi giáo do phía Iran hỗ trợ. Và kể cả chính quyền Jordan nói rằng cũng sẽ không tìm kiếm một cuộc chiến nào với Iran. Cuộc tấn công này diễn ra vào ngày hôm Chủ nhật và gây thương tích cho trên khoảng 40 binh sĩ. Và đây là lần đầu tiên đã có một cuộc không tập nhắm vào lực lượng binh sĩ Hoa Kỳ gây chết người kể từ khi bùng nổ cuộc chiến của Hamas và Do Thái hồi tháng 10 và gia tăng sự căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Tôi có thể nói rõ ràng là chúng tôi chia sẻ cái nỗi đau này với gia đình của 3 binh sĩ can đảm ở tại Jordan và các binh sĩ khác đã bị thương. Ông Lloyd Austin đã phát biểu ở tại Ngũ Giác Đài, Tổng thống và tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ một cuộc tấn công nào vào lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ có những cái hành động cần thiết để bảo vệ cho lực lượng của chúng tôi và các binh sĩ của chúng tôi. Ông Austin đã cho biết như trên, và cũng như Tổng thống nói ngày hôm qua, theo lời của ông Antony Blinken là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, nói rằng chúng tôi sẽ đáp ứng và sẽ đáp phó tùy theo mức độ khác nhau ở những lĩnh vực khác nhau và thời gian khác nhau. Đó là lời phát biểu của ông Antony Blinken đưa ra. Tuy nhiên, thì các viên chức xung quanh chính quyền cho bên nói rằng họ không muốn có một cái tình trạng tăng căng thẳng, và Ngũ Giác Đài dự tính Iran cũng sẽ không muốn có cuộc chiến này. Chúng ta không tìm kiếm cuộc chiến với Iran và chúng ta không muốn nhìn thấy Iran tìm kiếm cuộc chiến này, có cuộc chiến với Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của bà phát ngôn viên Bộ Ngoại phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là Sabrina Sai đã nói với các thông tín viên, và bà nói rằng Ngũ Giác Đài tin rằng Iran không muốn có cuộc chiến.
chúng ta không tìm kiếm một cuộc tranh chấp với chế độ này bằng quân sự. Đó là một trong những lời phát biểu của John Kirby, là cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc, cho biết như trên, và chính quyền của Joe Biden đang làm việc để có một cái phản ứng được xem là thích hợp. Hiện nay thì đang có áp lực là phải tấn công Iran từ các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, 26 bộ trưởng của 26 tiểu bang đã gửi một thông điệp cho Joe Biden. Nếu ông không có trách nhiệm bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ thì đứng qua một bên để cho tiểu bang Texas làm việc. Bản tin mới nhất cho biết trên 20 bộ trưởng tư pháp của hơn 20 tiểu bang đã gửi một lá thư và thông điệp cho ông Joe Biden về cái chính sách biên giới của ông ta, và kể cả Bộ An ninh Nội địa là ông Bộ trưởng Alejandro Mayorkas trong ngày thứ hai. Nếu quý vị không muốn thực thi cái luật pháp của Hoa Kỳ ở biên giới phía Nam thì tránh qua một bên để cho tiểu bang Texas có thể làm. Lá thư này đã được gửi ra bởi Bộ trưởng Tư pháp của Iowa là Brenda Burke, cùng ký với lại 25 bộ trưởng tư pháp khác và các lãnh đạo Cộng hòa của Hội đồng lập pháp Arizona. Tiếp theo một lá thư tương tự mà các thống đốc của Đảng Cộng hòa đã gửi ra hồi tuần trước, là sẽ tuyên bố đứng chung với ông Greg Abbott, người đang có cuộc chiến chống lại cái chính quyền của Joe Biden ở trên hệ thống pháp lý, và những gì mà ông Abbott đã gọi đây là một cuộc xâm lăng của di dân bất hợp pháp vào biên giới của Hoa Kỳ. Và trong lá thư 6 trang gửi ra ngày thứ hai, sau khi chính quyền của Joe Biden công bố vào ngày thứ 6 là nói rằng là có 302.000 di dân bất hợp pháp đã tiếp cận vào biên giới phía Nam, và con số này là 371.036 trên toàn quốc trong cái tháng 12. Và trong đó thì một số kẻ của Đảng Dân Chủ và lãnh đạo kêu gọi ông Joe Biden là phải liên bang hóa lực lượng vệ binh của tiểu bang, trong một biến chuyển mà ông Greg Abbott gọi đây là một cái điều điên khùng. Và những gì quý vị làm rất đơn giản là thực thi tất cả luật pháp và bảo vệ biên giới, và bất kể trong thời gian gần đây chính quý vị muốn tìm cách gọi là kiểm soát lực lượng vệ binh của tiểu bang Texas, chúng tôi có thể nhắc nhở quý vị rằng quý vị không thể làm bất cứ một cái điều gì mà thiếu cái sự quyền pháp lý của quý vị mà quý vị không có, và quý vị không thể đem lực lượng của quý vị tới để thực thi, thì tránh qua một bên để cho tiểu bang Texas làm việc. Đây được xem là một cái ngôn ngữ khá mạnh của 26 vị bộ trưởng tư pháp của 26 tiểu bang đã viết ra và gửi cho ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Texas ngày hôm nay, Chủ tịch Hạ viện đã có cuộc nói chuyện với thống đốc tiểu bang Texas và lên đó đã chỉ trích cái chính sách về di trú của ông Joe Biden. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của Joe Biden đã có chính sách mở cửa biên giới và phá hủy an ninh quốc gia. Tiếp theo cuộc nói chuyện của ông với lại thống đốc tiểu bang Texas là Greg Abbott vào ngày hôm nay thứ hai. Ông Abbott và ông Biden đang có cuộc đối đầu gay gắt về tình trạng các di dân bất hợp pháp đã tràn vào tiểu bang của ông từ ở Mexico, và thống đốc đang có nỗ lực ngăn chặn chuyện này. Ông đã huy động cái lực lượng vệ binh của tiểu bang để lập các tất cả những hàng rào kẽm gai dọc theo dòng sông Rio Grande để mà ngăn cách giữa Hoa Kỳ và Mexico. Trong đó, tối cao pháp viện vào tuần trước đã đưa phán quyết là cái cơ quan quan thuế và bảo vệ biên giới của Joe Biden có quyền cắt bỏ những kẽm gai này. Chính quyền của Joe Biden đã khởi kiện tiểu bang Texas, đã đưa ra một cái luật có hiệu lực từ ngày 5 tây tháng 3, trong đó là sẽ biến cái tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp là một tội hình sự và có thể sẽ bị trục xuất, và mức án phạt này có thể lên tới 20 năm tù. Và luật này cho phép các quan tòa có quyền truy tố những di dân bất hợp pháp và có thể trục xuất họ trở lại Mexico. Chính quyền của Joe Biden đang tìm cách gọi là khởi kiện tiểu bang Texas về đạo luật này, và dưới cái hiến pháp của Hoa Kỳ, chính quyền liên bang và tiểu bang Texas đều có chung một trách nhiệm là có những cái quyền lực của cảnh sát để bảo vệ một cách an toàn và khỏe mạnh cho tất cả người dân. Ông Johnson đã đưa ra một bản thông cáo báo chí sau khi mà ông gặp gỡ với lại ông Greg Abbott. Đáng buồn là ông Joe Biden và chính quyền của ông ta đã phá hủy an ninh, tạo ra một cái thảm kịch dọc theo biên giới phía Nam. Trong lúc chúng ta đang tranh đấu với chính quyền liên bang để làm công việc này, thì Hạ viện Hoa Kỳ khẳng định rằng chính quyền của Joe Biden sẽ không thể xen vào cái công việc của Texas khi mà Texas chịu trách nhiệm bảo vệ cho biên giới của chúng ta.
Ông Johnson đã viết một lá thư gửi cho các thành viên của Đảng Cộng hòa vào tuần trước và nói rằng cái dự luật lưỡng đảng của Thượng viện đã trong đó bao gồm luôn việc hỗ trợ cho Ukraine và cái ngân sách và chính sách dành cho biên giới sẽ nằm chết ngay trên sàn Hạ viện trước khi nó bước vào Hạ viện nếu như mà Joe Biden không ký sắc lệnh hành pháp để ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên trong Quốc hội của lưỡng đảng đã bắt đầu đạt được thỏa thuận cho 12 cái ngân sách chi phí cho năm 2024 theo tường trình của phía Đảng Cộng hòa. Một cuộc đàm phán của lưỡng đảng tại Quốc hội Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận trong cái mức độ chi phí của 12 dự luật chi phí mà các nhà lập pháp cần phải thông qua để tránh cho tình trạng chính phủ bị đóng cửa bắt đầu từ đầu tháng 3. Các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa cho biết vào ngày thứ Hai, thỏa thuận này là cần thiết cho cái bước kế tiếp sau khi mà Chủ tịch Mike Johnson và của Hạ viện và Chủ tịch khối đa số tại Thượng viện là ông Chuck Schumer đồng ý hồi đầu năm nay là 1.590 tỷ Mỹ Kim cho cái mức độ gọi là tài khoá của năm 2024 vốn đã hết hạn từ ngày 1 tây tháng 10 năm ngoái. Và Quốc hội dường như cần phải thông qua 12 cái dự luật về ngân sách cho chính phủ trước khi tình trạng nó bị đóng cửa vào đầu tháng 3. Chúng tôi đang làm việc, chúng tôi vẫn tiếp tục tập trung vào những gì mà chúng tôi cần phải làm. Đó là lời phát biểu của dân biểu Dave Joyce thuộc Đảng Cộng hòa, vốn là chủ tịch của ủy ban đặc trách về ngân sách và cũng như đặc trách về vấn đề an ninh nội địa. Chúng tôi không có nhiều thời gian và chúng tôi có rất nhiều việc phải làm, vẫn phải tiếp tục. Đó là lời phát biểu của Mario Díaz-Balart, được xem là người là chủ tịch của cái tiểu ủy ban đặc trách về chính sách đối ngoại cũng như là tiểu bang và các vấn đề chương trình liên quan. Đây được xem là một trong những cái cuộc làm việc của lưỡng viện và kể cả lưỡng đảng ở tại Hạ viện trong lúc mà cái dự luật ngân sách tạm thời và kéo dài cho tới tháng 3 sẽ chấm dứt. Hiện nay nợ trần của Hoa Kỳ là 34.400 tỷ Mỹ Kim và nó sẽ còn lên cao hơn nếu mức chi phải của chính quyền liên bang vẫn tiếp tục. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tới phiên Hạ viện của lập pháp, tiểu bang Georgia đã thông qua và giám sát lại các công tố viên sau khi mà bà Fannie Willis đã bị cáo buộc là có những hành động thiếu đạo đức. Các thành viên của Hạ viện tiểu bang Georgia đã thông qua một dự luật vào ngày thứ Hai để thực hiện một cái ủy ban nhằm tăng cường quyền lực và sẽ xóa bỏ chức công tố viên và của những ai mà vi phạm một số những cái quy tắc đạo đức của tiểu bang. Hạ viện đã bỏ phiếu với 95 trên 75 theo lệ đảng với cái tên của cái dự luật này là House Bill 881, trong đó sẽ gửi lên sàn thượng viện để tranh luận. Và trước đó thì sàn thượng viện cũng đã thông qua một cái dự luật tương tự như vậy để thành lập một cái ủy ban và thông qua ông thống đốc của tiểu bang Georgia là Brian Kemp đã ký dự luật vào năm ngoái, trong đó sẽ tạo ra một ủy ban nhấn mạnh về tầm quan trọng của cái điều kiện để trở thành một công tố viên, và trong đó họ đã không thể thực hiện được sau khi mà tối cao pháp viện của tiểu bang vào tháng 11 đã từ chối chấp thuận cái quy luật này, và các quan tòa nói rằng họ vẫn thiếu một cái trách nhiệm từ phía Hạ viện. Và cái dự luật ngày thứ Hai có nghĩa là đáp ứng được cái yêu cầu của tối cao pháp viện của tiểu bang, và ủy ban này hiện nay có thể bắt đầu công việc của họ để buộc tất cả những ai làm trong cái ngành công tố phải chịu trách nhiệm về việc họ lạm dụng cái chức vụ của họ. Đó là lời phát biểu của Joseph Gulet, một thành viên của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng và cho biết khi mà ông bảo trợ cho cái dự luật này, và ông Gulet cùng với các thành viên khác của Đảng Cộng hòa đã bác bỏ cho rằng đây là một cái dự luật và nhắm thẳng vào bà Willis, người đang có một cái hành động thiếu đạo đức và là người đang có cái hành động gọi là truy tố đối với ông Trump. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới bà Fannie Willis, người bà biện lý mà đang có những cái hành động nhắm vào ông Trump, và trong đó bà ta đang bị cáo buộc là có tư tình với công tố viên mà bà ta thuê mướn trong vụ án của ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, quan tòa đã chấp thuận cho công khai tất cả những cái bản lục soát nhà của Hunter Biden. Bản tin mới nhất cho biết thì quan tòa phụ trách cái vụ án về súng đạn của Hunter Biden đã ra lệnh ít nhất là 4 cái giấy lục soát sẽ được công bố căn cứ trên cái đạo luật gọi là Freedom of Information Act, hay còn gọi là FOIA, theo yêu cầu, và trong đó không có phản đối từ phía của công tố viên hay là luật sư của Hunter Biden.
quan tòa của tiểu bang Delaware là Mary Ellen Noreska đã đưa ra phán quyết vào ngày thứ Sáu, theo tường trình của tờ New York Post cho biết, giữa lúc mà con trai ông tổng thống này đang đối diện với cuộc truy tố của ông công tố viên độc lập, là đặc biệt là David West, và các cái lệnh xe lục xét này được chi tiết hóa dựa trên các căn bản pháp lý về việc mà tịch thu các cái thiết bị điện tử của ông Hunter Biden là bằng chứng sử dụng để mà xây dựng hai cái án hình sự đối với ông ta, trong việc mà ông ta sở hữu vũ khí một cách bất hợp pháp và kể cả việc mà ông ta lừa gạt sở thuế. Và đạo luật FOIA này đã được báo cáo và được đưa ra bởi một kia ký giả độc lập sau khi họ yêu cầu các chứng từ của tòa án, trong đó ông West lên tiếng tranh luận nhắm vào luật sư của Hunter Biden trong việc mà luật sư Hunter Biden đang tìm cách xóa bỏ vụ án này. Và Bộ Tư pháp đã không lên tiếng cho biết với tờ New York Post. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì trong các cái giấy này, bao gồm ngày 29 tây tháng 8 năm 2019, thì các nhân viên của sở thuế IRS đã tìm kiếm việc mà lục soát cái chương mục Apple iCloud của ông Hunter Biden. Vào tháng 12 ngày 13 tây năm 2019, họ đã kiểm tra cái laptop của Hunter Biden, và vào ngày 10 tây tháng 7 năm 2020 thì các nhân viên của IRS đang tìm kiếm một cái việc lục soát cái chương mục iCloud của ông Hunter Biden. Và ngày 4 tây tháng 12 năm 2023 thì họ đã cho lục soát tìm kiếm liên quan tới những cái bằng chứng về các cái thiết bị điện tử liên quan tới cáo trạng về cái việc sử dụng súng bất hợp pháp của ông Hunter Biden. Ông ta đang đối diện với những truy tố trọng tội liên quan tới việc mà ông ta sử dụng ma túy trong lúc mà ông ta mua súng 5 năm trước đây. Và ông ta đồng thời cũng đang đối diện với các cáo trạng liên quan tới trốn thuế, trong đó ông ta thiếu sở thuế tới 1.4 triệu Mỹ Kim trong cái hồ sơ thuế từ năm 2016 cho tới năm 2019. Đây được xem là một trong những cái phán quyết mới nhất của quan tòa sẽ cho công bố tất cả những cái lệnh lục soát này đối với ông Hunter Biden cho công chúng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là ông Vivek Ramaswamy lên tiếng cảnh cáo giải Super Bowl sẽ là một cái thao túng chính trị, trong đó là cái đội tuyển Chiefs cũng như là một trong những ca sĩ pop nổi tiếng là Taylor Swift sẽ dùng cái giải Super Bowl này để tuyên bố ủng hộ và endorse cho ông Joe Biden. Cựu ứng cử viên Vivek Ramaswamy đã tiên đoán là cái giải Super Bowl diễn ra giữa đội Kansas City Chiefs và San Francisco 49ers có thể sẽ bị thao túng bởi chính trị và dọn đường cho việc mà đề cử ông Joe Biden ra tranh cử tổng thống bởi Taylor Swift và Travis Kelce. Trong đó thì ông Ramaswamy đã đưa ra lời tuyên đoán này trên trang mạng xã hội Platform X để mà đáp ứng lại cái post của một người đầy ảnh hưởng là Jack Posobiec, được biết với cái tên là Pizzagate Theory, và người đã nghĩ rằng bà Taylor Swift, một ca sĩ nhạc pop được xem là có quyền lực hiện nay trong giới giải trí, đã làm việc với gia đình của George Soros từ năm 2019, và trong đó bà được mô tả là một kẻ cực tả, tức là một kẻ super liberal trong năm 2020. Tôi đã thấy rõ và cái giải Super Bowl vào tháng tới, và tôi nghĩ rằng sẽ có một cái endorsement tổng thống diễn ra ở trong cái thời điểm này, và chính miệng của Taylor Swift hoặc là thông qua người quản lý của Taylor Swift sẽ tuyên bố là ủng hộ cho Joe Biden. Tuy nhiên, chúng ta chờ đợi thêm 8 tháng nữa để biết được cái kết quả của cuộc bầu cử. Đây được xem là một trong những lời tiên đoán của ông Ramaswamy khi mà Taylor Swift được xem là một kẻ đã nhận nhiều sự hỗ trợ của nhà tỷ phú George Soros để thực hiện các cái tour của cô ta khi mà trình diễn ở khắp nơi trên thế giới. Và cô này được mô tả là một kẻ cực tả và có thể sẽ có những thông điệp gửi cho về chính trị và endorse ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã cho giải tán được một cái mạng lưới hacker của Trung Quốc nhắm vào các hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Chính quyền Hoa Kỳ trong những tháng gần đây đã phát động một cái chiến dịch chống lại tình trạng hacker Trung Quốc đang tìm cách xâm nhập vào các cái hạ tầng cơ sở, đánh cắp hàng ngàn cái email của Hoa Kỳ. Các giới chức của hai Tây phương và ít nhất một nguồn tin thân cận đã cho biết như trên. Bộ Tư pháp và kể cả cơ quan FBI đã nhận được những cái yếu tố quyền về pháp lý để cho disable, tức là để giải giới tất cả những cái chiến dịch mà gọi là hacking của Trung Quốc, theo nguồn tin với hãng thông tấn Reuters, được biết với cái chữ là Typhoon,
và các cái hoạt động không gian mạng này đã báo động cho cơ quan tình báo một người nằm một phần trong nỗ lực để mà ngăn chặn tất cả những cái cuộc tấn công vào những hạ tầng cơ sở quan trọng, trong đó bao gồm một số bến cảng về hải quân cũng như là một số công ty cung cấp dịch vụ Internet và các cái công ty cung cấp về utility, tức là ga, điện, nước. Và việc này được biết là các chuyên gia của cái cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia đã bắt đầu ngăn chặn được rất nhiều những cái cuộc tấn công này từ phía nhóm hacker của Trung Quốc, và Bộ Tư pháp phát ngôn viên đã từ chối trả lời. Trong khi đó thì một phát ngôn viên của FBI và văn phòng tòa đại sứ của Trung Quốc cũng không lên tiếng trả lời câu hỏi của báo chí. Trong khi đó thì các quốc gia Tây Phương đã cảnh báo về Void Typhoon vào tháng 5, mà Trung Quốc trong đó đã lên tiếng và nói rằng là họ không biết gì về cái hoạt động của Void Typhoon, một nhóm hacker mà nhà nước Trung Quốc bảo trợ, và cho rằng đây chỉ là một cái chiến dịch thu lượm những cái tin tức giả mạo, và nó đã được đưa ra từ tổ chức liên minh tình báo ngũ nhãn là FireEye, trong đó gần như là gán nhãn cho Trung Quốc. Đây được xem là một trong những lời biện minh của Trung Quốc. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã nổi giận sau khi mà các viên chức di trú của Hoa Kỳ đã thẩm vấn và trục xuất những sinh viên của Trung Quốc ngay tại cửa nhập cảnh. Chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã nổi giận với Hoa Kỳ sau khi mà nói rằng là các công dân của Trung Quốc đến du học tại Hoa Kỳ đã bị đối xử tàn tệ, trong đó họ đã bị giam giữ nhiều giờ đồng hồ, bị thẩm vấn và có một số người đã bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Đại sứ của Trung Quốc tại Washington là Steve Fan nói rằng hàng chục sinh viên của Trung Quốc đã bị từ chối vào nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong vài tháng qua, trong đó thì họ phải trở lại cái quê nhà của họ sau khi mà họ đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ khi mà họ nhập cảnh ở biên giới. Đặc biệt là tòa đại sứ của Trung Quốc đã lên tiếng và phản ứng gay gắt chuyện này khi mà họ đáp xuống phi trường, họ chờ đợi rất lâu, 8 giờ đồng hồ, và bởi các viên chức và những người cấm họ không được tiếp xúc với cha mẹ của họ và cáo buộc họ đang làm việc cho những ai đó, và họ nói rằng họ đã bị ban cấm không được phép bước chân vào Hoa Kỳ. Đây là lời tiết lộ của ông Xi Fan, được xem là đại sứ của Trung Quốc tại đây. Tuy nhiên, về phía Hoa Kỳ cho biết thì những sinh viên này khi mà nhập cảnh Hoa Kỳ đã có sự khai man về lý lịch, cũng như họ đã ngầm làm việc cho cơ quan tình báo và những cái công ty được xem là tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Gần 290.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Hoa Kỳ, được xem là quốc gia đứng hàng thứ ba, chiếm nhiều nhất ở tại quốc gia này, theo tường trình cho biết. Và Trung Quốc có 1.3 triệu sinh viên theo học ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây được xem là một trong những chiến dịch mà Trung Quốc sử dụng mạng lưới sinh viên để hoạt động tình báo gián điệp cho họ, hay là hoạt động gây nhiễu thông tin và gây ảnh hưởng trong các cộng đồng người gốc Hoa ở tại Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái phản ứng của Trung Quốc sau khi mà phía Hoa Kỳ đã cho trục xuất hàng chục sinh viên mỗi tháng ở các cổng phi trường. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!